Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn Hai chiếc viên Otera XR3 Hai chiếc xe này giống nhau đến 99% các bác nhé Size của hãng là size 47 đo thực tế giống ngang là 50 và giống đứng là 42 Bác nào mà thích chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989 668 195. Số điện thoại em có dùng zalo nhắn tin cho em, em sẽ gửi thông tin hình ảnh chi tiết cụ thể. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ em xin phép được quay chi tiết mẫu xe này cũng như báo giá để cho các bác cân đối về tài chính. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật. Màu thì rất là đẹp, màu đặc trưng của BNC. Được trang bị bộ group Shimano 105. Bây giờ em sẽ quay gần chi tiết vào từng mẫu xe các bác nhé. Hai chiếc BNC rất là đẹp. Điểm khác nhau của chiếc xe này thì là một chiếc thì là tay quấn màu đen một chiếc tay quấn màu xanh size của hãng là size 47 các bác nhé hai cây in cũng khác nhau Otera XR3 rất là đẹp Thì bây giờ em xin phép quay chi tiết một chiếc biên chi tay quấn màu đen trước. Đấy, các bác nhìn không ạ? Otera XR3 size 47. Rất là đẹp, được trang bị bộ group Shimano 105. Khung sườn rất là bóng, màu cũng rất là đẹp. Màu đặc trưng của biên chi. Em sẽ đo lại cái phần khung sườn để cho các bác nhìn ạ. Gióng ngang là 50 các bác nhé. gióng đứng Em sẽ đo từ tâm trục lên cọc yên Là 42 các bác nhé Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng Thì được cửa hàng tuyển chuẩn rất là kỹ lưỡng Cả về hình thức và chất lượng Nên các bác cứ yên tâm mua hàng Hàng nhà em em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn Sách tay từ Nhật về Chuẩn 100% nói không với hàng fake các bác nhé Đấy các bác nhìn ông độ mới rất là cao Khung sườn rất là đẹp Rất là mới vành cũng rất là đẹp đấy các bác nhìn sơ qua rất là đẹp luôn đùi đĩa cũng rất là mới Đấy các bác nhìn không r bảy nghìn tem mát đầy đủ các bác nhé đấy các bác nhìn cái gầm xe không rất là đẹp luôn Không xước sát gì Các bác nhìn cái răng này ạ Răng của đĩa đấy Đẹp long lanh luôn đùi cũng rất là đẹp Không bị chảy xước gì Chỉ nhìn thấy cái răng của đĩa là đã biết độ mới như thế nào rồi gọng nước nguyên bản của xe nhé các bác của hãng luôn bnc đấy khung sườn rất là bóng otera xr 3 yên là yên physics yên đen sọc xanh rất là mới không bị rách hay cháy xước gì các bác nhé phần đầu đầu ghi đông bộ tăng nguyên của xe tay quấn của hãng luôn các bác các bác nhìn thấy cái chữ biên chi đó. đấy rất là đẹp shimano 105 đồng bộ nguyên bản theo xe xe về như nào là em trả các bác như vậy đầu cũng rất là đẹp các bác nhé Logo thương hiệu của B&G Lốp là lốp Victoria các bác nhé 700 x 12 8C Rất là mới Phanh Trước Shimano 1.5 cũng rất là mới các bác nhé Vành rất là mới vành là vành full room các bác nhá đấy vành full chrome ấy rất là mới độ mới rất là cao thì em cũng báo giá của, của, chiếc xe này giá của chiếc xe này là tầm khoảng 79 triệu các bác nhá cửa hàng em có bao ship ship code toàn quốc các bác nhá một chiếc Otera XR3 đẹp long lanh luôn Em sẽ quay thật kỹ và chi tiết Để cho các bác cùng ngắm Xem có bị lỗi hay bị chảy xước gì Em cũng sẽ báo luôn trong video các bác nhé Đấy các bác nhìn thực tế thì Biết độ mới nó như thế nào Tem mát đầy đủ không nhé Để tem này. Tem mát đầy đủ rất là mới Khi các bác mua hàng Em sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ Thông tin hình ảnh của xe khi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về, chuẩn 100%. Nói không với hàng fake, em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé Đề lip cũng rất chi là mới các bác nhá. Shimano 105 rất là mới, rất là đẹp. Có 11 tầng lip các bác nhé Đấy, các bác nhìn cái răng của cái lip này xem. Mới long lanh luôn. Phanh sau R7070 Japan. Trục là trục full chrome. Rất là mới. Lốp là lốp Victoria rất là đẹp tem mác đầy đủ các bác nhé đùi đĩa cũng rất là mới Shimano 105 tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe rất là đẹp các bác nhé có hai tầng đĩa tầng ngoài là 50 răng và tầng trong là 34 răng các cái răng của đĩa cũng rất là mới các bác nhé, xe này uh, gọi là xe đi lướt nhưng độ mới rất là cao, khung sườn mặt trái mặt phải đều không bị chảy xước gì các bác nhá, đấy OTERA XR3 Rất là bóng Bóng có thể soi gương được Phanh trước R7070 Japan Rất là mới Trục trước full chrome Đồng bộ nguyên bản theo xe Độ mới rất là cao Bác nào là, là tín đồ của B&G Thì alo ngay cho em theo số điện thoại 0989668195 Cửa hàng em có ship code toàn quốc các bác nhé Đấy các bác nhìn cái tay cuốn này Chữ của BNC này Tay cuốn nguyên bản theo xe các bác nhé Tay cuốn của hãng luôn Rất là đẹp Đấy các bác nhìn không độ mới rất là cao thì hôm nay em sẽ quay chi tiết một chiếc xe này thôi vì video quá là dài thì em sẽ cắt làm hai các bác thông cảm giúp em nhé. các bác xem video của em đăng ký kênh bật nút chuông thông báo chia sẻ bạn bè giúp em em cảm ơn các bác rất là nhiều vâng vừa rồi em đã quay rất là chi tiết một chiếc bn Chi Otera XR3. Xe được trang bị bộ group Shimano 105R7070, size của hãng là size 47. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Em xin chào các bác.